Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận một góc nhìn tại sao trong thời gian vừa qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài và TV thường xuyên lên án YouTubers và nghề YouTube với những hiện tượng như Khá Bảnh, Phúc Xô, Dương Minh Tuyền hay là thậm chí cả kênh Tamao TV. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh, đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông, đây sẽ là nơi trút bầu tâm sự của YouTubers. Đồng thời đây cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của YouTube từ Henry Phan, support của BBTV Network số 1 thế giới trên nền tảng YouTube. Đầu tiên phải khẳng định là việc YouTubers và cá nhân Henry Phan không bao giờ đồng tình với những hành động, những hiện tượng bạo lực hay những hiện tượng mà hủy hoại thiên nhiên môi trường như báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, gọi là các phương tiện media truyền thống đã đưa tin. Cái đấy là điều cần phải khẳng định. Tuy nhiên, mình chỉ muốn nhắc nhở cho các bạn hai điều. Khi mình là YouTubers, mình là con người làm ra truyền thông, thì có hai điều mình cần phải lưu ý. Điều thứ nhất là các bạn hãy tiếp nhận, mỗi khi tiếp nhận những cái thông tin đó, hãy suy nghĩ về động cơ phía sau của những người đưa ra nguồn tin đó. Chẳng hạn, mình nói, ví dụ khi đài truyền hình đưa tin là trên YouTube có những hiện tượng xấu thế này, ABCD thế kia, và các nhãn hàng, các công ty đang tạm ngừng quảng cáo ở trên YouTube hay là rút bớt tiền quảng cáo khỏi YouTube, thì các bạn hãy suy nghĩ xem cái nguồn tiền đấy nếu nó không đổ lên YouTube thì nó sẽ chảy ngược về đâu? Có phải là nó sẽ chảy ngược về phía những người mà đưa ra những thông tin đó, nó sẽ chảy lên báo chí, nó sẽ chảy đến đài truyền hình, những phương tiện truyền thông cũ, đúng không ạ? Rồi, điều thứ hai nữa mình muốn nhắc nhở với các bạn là như thế này, các bạn hãy, chúng ta là những người làm truyền thông, tuy ở trên một cái nền tảng hiện đại hơn, nhưng chúng ta hãy quan sát thật kỹ và học hỏi cách của những người làm truyền thông chuyên nghiệp đi phía trước, người ta làm thế nào, cái cách người ta tiếp cận với khán giả, dẫn đường cho khán giả, điều khiển tâm lý của đám đông như thế nào. Một khi người ta muốn khán giả làm cái hành động này thì người ta nói cái việc kia, người ta tác động vào cảm xúc, tác động vào tâm lý, tác động vào phần vô thức của con người như thế nào. Là một người con của Việt Nam sống xa tổ quốc, nhưng mà Henry Phan có một điều khá là may mắn được học tập làm việc ở trong môi trường truyền thông của xứ tư bản dễ chết, đúng không ạ? Chính vì vậy mà mình muốn lập ra kênh Việt YouTubers này để thứ nhất là hướng dẫn cho các bạn xây dựng một kênh YouTube một cách chuyên nghiệp, vận dụng những cái hiểu biết cực kỳ kỹ càng, cực kỳ cơ bản về thuật toán để làm cho kênh của mình lên một cách bài bản và nhanh chóng nhất. Ngoài ra, trong những bài học trong từng video mình cũng hướng dẫn cho các bạn về kỹ thuật truyền thông, đặc biệt là kỹ thuật đánh vào tâm lý, cảm xúc của khán giả để từ đó đánh vào cái phần tiềm thức của khán giả, để từ đó mình điều khiển được tâm lý của đám đông, mình lan tỏa được thông điệp của mình, sản phẩm của mình, ý tưởng của mình đến với khán giả một cách nhanh nhất để phục vụ cho cái cộng đồng mà mình yêu quý, mà mình muốn phục vụ. Điển hình là những video, những playlist mà mình sẽ để ở đây để cho các bạn tham khảo. Đừng quên tinh thần của Việt YouTuber chúng ta, tự hào sáng tạo.